Tại SEA Games 31 năm 2022 thì Nguyễn Huy Hoàng đã giành 5 huy chương vàng ở các cự ly 1.500m tự do, 400m tự do, tiếp sức 4 lần 200m và hai cự ly 800m tự do và 200m bướm. Cự ly 1.500m tự do tương tự như cự ly 10.000m ở môn điền kinh. Đây là nội dung có cự ly thi đấu dài nhất ở trong môn bơi lội. Một ngàn năm trăm mét ở hồ bơi 50m thì các vận động viên sẽ bơi tổng cộng 30 đường. Đường bơi số 1 là người đang dẫn đầu ở 50m đầu tiên ở lần xoay vòng. 22 tuổi, anh đã từng giành huy chương vàng tại Thế vận hội trẻ ở cự ly 800m tự do năm 2000 diễn ra tại Argentina năm 2018. Ngoài ra thì tại ASEAN 2018 diễn ra tại Indonesia, Nguyễn Huy Hoàng đã từng giành huy chương đồng cự ly 800m tự do và huy chương bạc cự ly 1.500m tự do. Ở đấu trường Đông Nam Á mà cụ thể là ở SEA Games thì Huy Hoàng không có đối thủ xứng tầm kể từ khi giành chiếc huy chương vàng ở cự ly 1.500m tự do từ năm 2017, tức là từ SEA Games 29 diễn ra ở Kuala Lumpur. Lúc này thì hai tay bơi của Việt Nam đang chiếm ưu thế trên đường bơi số 4 và đường bơi số 5. Nguyễn Huy Hoàng vẫn đang giữ nhịp điệu khá đều với những sải tay đầy tự tin, với độ lướt nước tốt hơn so với các đối thủ còn lại. Chúng ta có thể thấy còn hy vọng, không còn cơ hội để phá kỷ lục của chính mình ngoài việc hoàn thành nhiệm vụ giành chiếc huy chương vàng. Đúng như vậy, đồng hồ lúc này đã là 14 phút 54 giây, 55 giây, đã vượt qua kỷ lục, cột mốc kỷ lục của anh là 14 phút 58 giây 14. Dù sao thì cũng xin chúc mừng thành tích giành chiếc huy chương vàng của Nguyễn Huy Hoàng. Và tiếp theo sẽ là Nguyễn Hữu Kim Sơn, chắc chắn là như vậy, với chiếc huy chương bạc. Bởi vì Nguyễn Hữu Kim Sơn cũng đã tạo được khoảng cách khá an toàn so với vận động viên ở đường bơi số 3, người Singapore. Kim Sơn cũng đã về đích. Còn đây là vận động viên giành huy chương đồng. Ba vận động viên đầu tiên đã chạm thành hồ để xác định sở hữu chủ nhân của các chiếc huy chương vàng, bạc và đồng. Em ơi, thành tích này thì em đã Mang đứng bảo gần vệ này được tí em ơi. huy chương vàng ở SEA Games, tuy nhiên vẫn chưa đạt được chuẩn A đúng không? Em có thể chia sẻ được cảm xúc của mình lúc này. Cảm xúc hiện tại em thấy cũng rất là buồn khi mà mình không đạt được chuẩn A, nhưng mà ấy thì em sẽ cố gắng còn những ngày sau nữa, tại vì sang năm nữa có được chuẩn A thì em phải cố gắng làm sao để đạt được chuẩn A. Và mục tiêu trước mắt của em là bây giờ phải chơi game đó, mà chính là ASEAN đó. Nên là em sẽ cố gắng sau lấy tại ASEAN em sẽ bứt phá được. Cái cảm xúc em rất là vui khi mà trước đây anh mới một giành là giành được 2 kỳ và cứ liên ngang 5 mét, và bây giờ là em chạy 1 kỳ là được 10 năm, và năm nay là tròn 10 năm,
và bơi lội Việt Nam đã giữ vững được phong độ 100m và em cảm thấy rất là vui và hân hạnh khi mà mình Việt Nam bây giờ là có một đường đại với đường dài rất là quan trọng và trước kia là có một lần đánh trước anh đó chính là anh Lâm Quang Nhật ạ, giữ hai kỳ 2013 và 2015 ạ. In third place,